trong Độc Đạo tập 26 lên sóng tối ngày 29 tháng 10, Nghĩa đã phối hợp với Hồng Cảnh định sử dụng kính để qua mặt ông trùm Quân Già và đồng bọn. Ở cảnh này, diễn viên Mạnh Cường bị dán băng dính vào miệng, trói tay chân, chùm túi vào đầu rồi ném vào cốp xe ô tô. Khán giả mặc định rằng chính Nghĩa đã làm việc này, nhưng trên thực tế, trước khi bấm máy, có tới 3 người hỗ trợ trói Dũng kính sao cho thật chuyên nghiệp. Đoạn clip vừa được Mạnh Cường chia sẻ cho thấy dù bị trói chân tay và bị đặt trong hoàn cảnh khổ sở, nhưng nam diễn viên khá thoải mái và vui vẻ ở hậu trường. Dưới clip, khán giả để lại nhiều bình luận về Dũng kính, nhân vật họ nhận xét là khổ nhất phim. Ngoại trừ việc ra oai được với Tuyết và đám đàn em thì Dũng kính không dọa được ai, luôn ở thế chiếu dưới, hết bị anh em Hồng, Khương dọa đến vợ chồng ông trùm Quân Già chèn ép, ngay cả bà Hai Diễm cũng coi thường ra mặt. Ở hai tập liên tiếp gần đây, Dũng kính hết bị Khương liều dìm suýt chết đến bị K3 trói bắt đi, còn Hồng dí dao vào cổ. Mạnh Cường công tác tại nhà hát kịch Hà Nội là gương mặt quen thuộc trên sóng Giờ Vàng, nhưng hầu hết chỉ đảm nhiệm vai đều. Trước Độc Đạo, anh từng bị khán giả ghét qua các phim Hướng Dương Ngược Nắng, Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Độc Đạo đã phát sóng tới tập 26 và đang thu hút khán giả với câu chuyện của Hồng,
Khương khi tình cảm anh em 20 năm đang bị sứt mẻ chỉ vì sự hiểu lầm. Hai diễn viên Doãn Quốc Đam và Duy Hưng nhận nhiều lời khen của khán giả vì diễn xuất ấn tượng, kết hợp ăn ý. Trong tập 24, Khương lần đầu to tiếng với anh trai khiến Hồng đau lòng. Phân đoạn khó nên ba diễn viên Doãn Quốc Đam, Duy Hưng và Nguyệt Hằng phải ngồi cùng đạo diễn Trần Trọng Khôi tập thoại và phân tích tâm lý nhân vật trước khi bước vào cảnh quay. Tuy nhiên, vì là những diễn viên giỏi và chuyên nghiệp nên họ không gặp khó khăn với phân cảnh này. Khi vào set quay, con trai đạo diễn Trần Quốc Trọng cũng ra tận nơi để thị phạm cho các diễn viên. Anh không ngần ngại chỉ đạo các diễn viên, đặc biệt là nghệ sĩ gạo cội như Nguyệt Hằng từ cách bước ra thoại như thế nào. Dù đã đóng phim nhiều năm và hơn tuổi đạo diễn nhưng bà Mộc Nguyệt Hằng luôn nghe theo sự chỉ đạo của Trần Trọng Khôi để hoàn thành cảnh phim tốt nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.